Xin kính chào anh chị. Hôm nay tôi chia sẻ đề tài khai thác và quản lý tri thức bằng cái công cụ chat AI. Trong doanh nghiệp chúng ta cần phải nâng cao cái quản lý tri thức, đó là những cái bí quyết của bản thân công ty của chúng ta cũng như những cái tri thức bí quyết từ ở bên ngoài của nhân loại rất là nhiều các bạn. Đây là một cái công ty về thực phẩm, họ muốn viết một cái chương trình đào tạo an toàn thực phẩm chúng ta xem coi là họ tạo ra tri thức như thế nào thì thường công đoạn thứ nhất là họ phải hiểu rõ cái bối cảnh của mình tức là cán bộ công nhân viên ở trong cái công ty này người ta phục vụ tại các cái căng tin đó, thì như vậy coi là người ta nhận thức thế nào về an toàn vệ sinh có hiểu được rõ các rủi ro không tức là bối cảnh sau đó họ thu thập tất cả các cái dữ liệu liên quan đến an toàn thực phẩm để mà họ dự thảo cái chương trình đào tạo và giai đoạn 3 sau khi giảng dự thảo xong họ sẽ bắt đầu họp với nhau xem xét chỉnh và góp ý để giai đoạn 4 là ban hành chính thức cái chương trình đào tạo sau đó là giai đoạn 5 người ta sẽ thực thi các bạn nhé và cuối cùng là giai đoạn 6 họ sẽ đánh giá và cải tiến và nhìn vào 6 giai đoạn này chúng ta thấy ở giai đoạn 2 đó là nó cũng khá mất rất nhiều thời gian bình thường người ta mất như vậy khoảng độ 8 giờ để mà dự thảo ra chương trình đào tạo, khoảng độ 480 phút các bạn. Đó, đấy là người ta đã gì ạ? À? Sử dụng những cái điều bằng tay à, thu thập à, thủ công. Nhưng nếu mà các bạn hình dung sử dụng chat AI mà chúng ta biết cách làm thì nó sẽ đem lại hiệu quả như thế nào. Sau đây, các bạn hãy xem cái cách mà chúng tôi hướng dẫn họ sử dụng AI các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta xem này, chúng tôi hướng dẫn họ sử dụng cái AI qua cái công cụ và riêng của công ty Trần Đình Tử chúng tôi. Đầu tiên là phải biết ra cái câu lệnh. Đây là đây là câu lệnh các bạn. Vậy tôi muốn bạn hãy đóng vai trò là một giáo viên an toàn về sinh phẩm cực kỳ có kinh nghiệm. Bạn hãy sẽ soạn thảo một cái dự thảo cái chương trình đào tạo đấy và bắt đầu sau khi viết cái câu lệnh như thế, bạn xem qua cái chat Uh, BO BOE chat GPT chúng ta thấy kết quả nó bị soạn đây các bạn đấy chúng ta nhìn thấy là chương trình đào tạo nhận thức rất nhanh đó bạn xem nó trình bày cũng rất là tốt việc mà trả lời và trình bày được như thế này đó là chúng tôi có một cái tool riêng các bạn nhé là OEMS chat IE để ứng dụng tích hợp với cái BOE chat GPT đó để làm cho gì nào ạ nó viết theo đúng ý của chúng ta đấy các bạn đấy và đầy đủ hết từng các hạng mục đúng không và trình bày luôn các bạn nhé điều này sẽ giúp cho các bạn tổng hợp được cái dữ liệu là các cái chi thức nó rất là tốt nhưng đây là những cái thông tin sơ bộ lúc ban đầu đấy các bạn hãy chú ý à rất đầy đủ phải không ạ có cả cái kết luận luôn, rất tuyệt vời đúng không các bạn? Và sau đây, chúng tôi lại tiếp tục là đề nghị nó chắc IE nó viết tiếp cho cái đề thi trắc nghiệm 10 câu hỏi theo cái cấu trúc của chúng tôi. Và anh chị xem viết rất nhanh. Đấy, câu hỏi số 10 đấy, câu hỏi số 9. Cấu trúc của chúng tôi là gì? Là các cái câu hỏi ấy, nó chỉ có một cái đáp án đúng duy nhất thôi để và nó đáp ứng đúng cái điều của chúng ta. Chúng ta thấy câu hỏi số 7 câu hỏi số 8, câu hỏi số 6 rất là đầy đủ. Đúng chưa các bạn? Vì vậy, các bạn hãy chú ý cái việc mà chúng ta sử dụng chat GPT biết cách nó sẽ đem lại hiệu quả rất cao là năng suất của chúng ta. Vậy các bạn vừa mới xem xong cái phim mà tôi hướng dẫn, chúng tôi hướng dẫn họ sử dụng AI, chat AI. Vì lúc này các bạn thấy nếu mà chúng ta làm thủ công thì nó mất 480 phút ở cái giai đoạn 2. Nhưng nếu mà sử dụng AI nó chỉ có bao nhiêu các bạn? Chỉ có 10 phút thôi. Vậy năng suất ở chỗ này nó sẽ tăng 48 lần. Và các bạn chú ý nha, cái chương trình đào tạo đó cũng rất chi tiết, rất cụ thể, phù hợp với cái bối cảnh. Nhưng chưa thể dùng được ngay. Mà nó bắt buộc phải vẫn cải chỗ giai đoạn 3, giai đoạn 4, giai đoạn 5, giai đoạn 6. Đó là các cái giai đoạn chỉ có con người ta làm rất tốt hơn IE các bạn rồi bây giờ bạn xem này một cái công ty người ta cần so sánh cái quyết định giá đó ra quyết định giá trong một cái công ty về xây dựng họ cần biết được hiện nay cái giá thị trường như thế nào để mà họ quyết định báo giá cho nó chính xác các bạn thì công đoạn của họ đầu tiên phải hiểu rõ bối cảnh những cái điều cần phải thu thập về báo giá sau đó họ lên cái trang web và họ thường xuyên sử dụng thu thập các thông tin xong rồi về mới đánh vào các bảng biểu để so sánh rồi giai đoạn 3 là trình cho hội đồng xem xét sau đó họ quyết định ra được cái giá chính thức và đem đi đấu thầu các bạn nhé tức là người ta đem đi thực thi đấy sau đấy phải đánh giá cải tiến xem coi cái giá chính thức này có lợi ích hay không có phù hợp hay không thì thường cái người mà mà làm cái đoạn này mà rất chuyên nghiệp là cái dân mô hàng đó các bạn mà bất chuyên nghiệp thì thường là mất 60 phút nhưng nếu chúng ta sử dụng ai ở chỗ này thì các bạn xem mất bao lâu và cái độ chính xác của nó thế nào chúng ta cùng xem nhé các bạn nhé à, các bạn nhìn trên màn ảnh nhé đầu tiên là chúng tôi viết cái câu lệnh qua cái công cụ tool OEMS chat AI của chúng tôi kết hợp với binh chat thì chúng tôi đã đặt câu lệnh là tôi muốn bạn đóng vai trò là một chuyên viên khảo sát giá thị trường vật liệu xây dựng hãy tìm kiếm ít nhất 5 lần thông tin về giá xi măng hiện nay 2023 tại các trang web chính thức của các công ty sản xuất xi măng, các cái trang web nổi tiếng uy tín về vật liệu xây dựng và tiến hành so sánh lập ra cái bảng cho chúng tôi. Vậy thì bạn xem coi chat AI nó làm nó trả lời cực kỳ hay, cực kỳ tuyệt vời. Bạn hãy xem nhé. Đó. thao thác như thế. Tức là trong cái công cụ này của chúng tôi, chúng tôi đã nhúng sẵn các cái câu lệnh để mà gì à ai nó trình bày ra bảng biểu luôn và số liệu rất chính xác là chúng ta có thể dùng là thông tin đầu vào để chúng ta quyết định các bạn nhé à, chúng ta thông tin đầu vào để chúng ta quyết định đấy các bạn xem ờ, rõ ràng ở đây anh chị nhìn thấy không xi măng tiên này xe tô là 74.000 đồng một bao này để cái số 1 này này là cái nguồn trích dẫn đảm bảo chúng ta có thông tin rất là chính xác đấy các bạn hãy sử dụng như vậy nó sẽ làm cho chúng ta gì nào à? à? nâng cao được năng suất và nâng cao được cái thời gian của chúng ta anh chị hình dung không ạ à? nâng cao được cái năng suất vậy các bạn vừa mới xem xong cái thước phim về vấn đề xác định giá dựa trên cái ai do đó, do đó chúng ta thấy làm thủ công được 60 phút còn nếu mà làm bằng ai chỉ có 3 phút thôi vậy là lúc này năng suất tăng gần 20 lần và trong doanh nghiệp chúng ta thường có vấn đề là phải giải quyết vấn đề khi gặp sự cố. Chẳng hạn như khách hàng còm len hoặc là tai nạn lao động xảy ra, chúng ta tiến hành phân tích chẳng hạn thì bước một vẫn là hiểu rõ bối cảnh. Bước hai là chúng ta thu thập tổng hợp dữ liệu và xác định sơ bộ các nguyên nhân và giải pháp. Sau đó chúng ta tiến hành gì? xem xét ra hội đầu xem xét gọp họp và góp ý với nhau. Rồi bước bốn là xác định được nguyên nhân chính và các giải pháp chính sau đó đồng lòng quyết định đưa ra là thực thi triển khai và bước 6 là đánh giá và cải tiến nó không giống như các cái công đoạn lúc nãy đâu các bạn nhưng mà ở cái giai đoạn 2 thu thập tổng hợp dữ liệu á, thường tôi thấy khoảng độ bình quân là 4 người họp mà mất 30 phút như vậy thời gian nó là 120 phút để thu thập tổng hợp dữ liệu xác định sơ bộ nguyên nhân và giải pháp nhưng nếu bây giờ chúng ta sử dụng cái chat IE thì kết quả nó như thế nào các bạn hãy hãy đón xem cái 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 thước phim mà tôi sẽ minh họa các bạn nhé và các bạn nhìn trên màn ảnh này đây là cái câu lệnh mà chúng tôi cũng sử dụng qua OEMS Chat AI của chúng tôi tích hợp với POE Chat GPT chúng tôi đưa ra cái câu lệnh là tôi muốn bạn là một chuyên gia xác định cái nguyên nhân và tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề bạn biết cách phân tích tình huống để tìm ra manh mối và xác định các nguyên nhân gốc rễ đặc biệt bạn có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn lao động, bạn có kinh nghiệm làm việc rất nhiều tại các nhà máy kết cấu thép và vừa qua như vậy là nhà máy của chúng tôi suýt xảy ra cái tai nạn. Cái bối cảnh của chúng tôi là chúng tôi có máy cán này, máy cắt này, máy máy kéo này và máy dập. Vậy thì bạn hãy xác định cho tôi rõ các cái giải pháp, các, các nguyên nhân, các cái giải pháp và trình bày theo cái cấu trúc markdown sau đây. Vậy thì anh chị xem này, nó trả lời và ra được trình bày rất tuyệt vời và đầy đủ luôn các bạn. Bạn xem nha. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó ra được cái cấu trúc là dạng nguyên nhân. Đấy nó vừa đưa ra được ngay tích thời năm cái nguyên nhân và kèm theo các cái biện pháp. Đấy anh chị. Đấy, và trên cái công cụ của OEMS chat AI của chúng tôi các bạn xong một cách các bạn dễ dàng điều chỉnh và tiếp tục chúng tôi lại đưa ra một cái câu lệnh là gì ạ? À? Là ngoài các vấn đề, các cái nguyên nhân nêu trên, còn tiếp tục các nguyên nhân nào nữa? Đấy, đấy các bạn để ý chúng tôi đang đang sửa lại câu lệnh nhé. Còn những cái gì nữa thì nó lại tiếp tục nữa các bạn. Nó rất là nhanh. Đương nhiên nó quét ra tất cả những cái trường hợp giống với bối cảnh của chúng tôi. Các bạn chú ý nhé. Cái câu lệnh nó phải giống cái bối cảnh của mình. Nó quét tất cả những gì ở trên mạng. Điều đó nó tổng hợp ra. Bạn nhìn thấy không? Đấy, nó ra ngay được gì nào mà, là thêm tới cái giải nguyên nhân số 10 và các giải pháp nữa. Đấy các bạn, đó là cái sức mạnh của cái việc sử dụng chat AI Vì vậy các bạn hãy cố gắng chúng ta khai thác nó. Điều đó nó chỉ giúp chúng ta nâng cao được năng suất. Các bạn vừa xem tiếp phim sau. Chúng ta nhìn thấy nếu chúng ta thu thập thông tin sơ bộ về nguyên nhân và giải pháp đó các bạn. Bằng bằng tay bằng thủ công thì chúng ta mất 120 phút. Nhưng nếu ta, ta sử dụng AI thì các bạn thấy nó chỉ mất có khoảng độ 5 phút thôi. Điều đó sẽ giúp cho ta năng suất tăng gấp 24 lần. Vậy một lần nữa tôi kêu gọi các bạn hãy khai thác tri thức bằng cách sử dụng AI. Và cái lợi ích chúng ta sử dụng AI đúng cách đó các bạn. Lợi ích thứ nhất là nâng cao được cái năng suất giai đoạn thu thập và tổng hợp dữ liệu. Tức là cái giai đoạn 2 đấy các bạn nhé. Trên 20 lần. Rồi khi đó mà chúng ta biết chúng ta không những sử dụng được cái tri thức của chúng ta dựa trên bối cảnh mà chúng ta sử dụng được cái tri thức của cả loài người. Và anh chị đều biết rằng cái ông Warren Buffett đó, ông ta nói rằng cái AI nó học tất cả các loại tri thức sách vở có ở trên mạng. Vì vậy ta không thể nào học được ta hãy sử dụng nó. Và khi anh chị tăng được năng suất ở cái giai đoạn 2 chúng ta có rất nhiều thời gian để tập trung vô các giai đoạn 1, 3, 4, 5, 6 Đó là giai đoạn chúng ta có thể tạo ra giá trị mà chỉ chính con người của chúng ta Làm tốt nhất Chứ còn AI nó không làm tốt được Các bạn hả Do đó các bạn hãy sử dụng nó các bạn Và đương nhiên nó có rủi ro không Thưa các bạn có Nếu ta đặt câu hỏi Câu lệnh vớ vẩn Không cụ thể Thì chúng ta sẽ nhận được cái câu trả lời Rất chung chung Rất là vụn vặt Điều đó không phải là tại chat AI mà tại cái câu hỏi của chúng ta. Và anh chị cũng đều biết ông Bill Gates ông đã từng nói cách đây mấy chục năm trời trong cái vấn đề AI rồi trong vấn đề là IT phần mềm vân vân thông tin đầu vào và là rác thì đầu ra là một đống rác. Do đó anh chị chú ý cái rủi ro đó nhưng anh chị an tâm. Vấn đề là kỹ thuật phải viết được cái câu lệnh. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn anh chị Kaizen ứng dụng chat AI nâng cao năng suất và cắt giảm chi phí. Thứ nhất, tôi sẽ hướng dẫn anh chị cái kỹ thuật viết cái câu lệnh để khai thác hiệu quả tối đa thông tin từ chat AI phù hợp với bối cảnh của từng vấn đề của doanh nghiệp của anh chị. Tức là anh chị chú ý là phù hợp với từng bối cảnh của các bạn. Đấy, anh chị nhé. Chứ không phải là tôi không cần phải đưa cho anh chị gì à, một ngàn câu mẫu hay năm ngàn câu mẫu nếu tôi đưa cái câu mẫu đó thì nó sẽ không bao giờ đúng với bối cảnh của anh chị không có dùng được đâu anh chị nhưng chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết làm sao chúng ta viết được cái câu lệnh đúng với mọi hoàn cảnh của các bạn để sử dụng trong doanh nghiệp của chúng ta thứ hai là tôi sẽ tặng cho các bạn công cụ OIMS Chat IE do công ty Trần Đình Kiều chúng tôi phát triển mà người phát triển đó là anh Phạm Xuân Tiến anh sẽ anh phát triển cái này và hướng dẫn các bạn tích hợp với 8 cái chatbot AI miễn phí và chương trình này sẽ học qua Zoom các bạn nhé, 4 buổi tối từ 20 đến 22 giờ vào các tối thứ ba, tối thứ tư cộng với có hai lần coaching để các bạn có thể thực hiện được thành công các bạn nhé. Chương trình bắt đầu ngày 30 tháng 5 2023. Nội dung của chương trình cái buổi thứ nhất đó, là chúng tôi hướng dẫn các cái chatbot AI và thế mạnh của từng cái chatbot. Thứ hai cách thức đăng ký các cái chatbot AI miễn phí này. Đặc biệt chúng tôi hướng dẫn các bạn ứng dụng cái AI vào chu trình BDCA và các hoạt động Kaizen áp dụng cho doanh nghiệp các bạn nhé và các kỹ thuật biết câu lệnh đúng với bối cảnh của các bạn. Và đương nhiên chúng tôi cũng cài hướng dẫn các bạn cái tính năng và cái cách thức cài đặt cái OEMS Chat AI mà chính tác giả là Phạm Xuân Tiến sẽ chia sẻ cho các bạn. Cái buổi thứ hai là chúng ta khai thác cái chatbot AI ở bước lập kế hoạch đúng với bối cảnh. Tức là các bạn nhìn thấy này, kỹ thuật viết cái câu lệnh để thu thập thông tin trong cái trình lập kế hoạch, rồi viết câu lệnh để tìm kiếm ý tưởng cải tiến viết các câu lệnh để làm rõ vấn đề và các bạn muốn lập kế hoạch để giải quyết nó viết các cái câu lệnh để xác định rủi ro trong doanh nghiệp của mình rồi các cái vấn đề làm rõ mục tiêu và cách chỉ tiêu đo lường cũng như các cái khung giải pháp buổi thứ ba rất tuyệt vời chúng tôi tuân thủ theo đúng cái đu tức là khai thác chat ai ở cái bước đu là bước thực thi đương nhiên các bạn nhớ là chat ai không bao giờ thực thi thay các bạn mà ở đây sau khi các bạn thực thi Tức là các bạn đu đó Các bạn ra số liệu Nhưng các bạn không biết trình bày tổng hợp số liệu như thế nào Để thuyết phục được ban lãnh đạo Thuyết phục cho người khác Để cùng lòng để thực hiện theo mình thì lúc đó chúng tôi hướng dẫn các bạn sử dụng chat AI để tổng hợp trình bày các cái kết quả thực thi sao cho rất nhanh này logic và thuyết phục các bạn nhé và đến cái buổi thứ tư chúng tôi hướng dẫn các bạn là sử dụng chat AI ở cái bước trách để bước kiểm tra cũng như bước ách ở cải tiến ở đây tôi xin nhấn mạnh là IE không làm thay cái việc kiểm tra cũng như cái việc cải tiến. Nhưng khi chúng ta đu này, chúng ta thực thi là chúng ta kiểm tra và chúng ta cải tiến chúng ta đều ra các cái số liệu. Như vậy chúng ta không biết phân tích như thế nào để mà nổi bật được các cái vấn đề là thành công hay không thành công. Rồi chúng ta không có biết xác định được cái nguyên nhân chính nó như thế nào. Thì chúng tôi giúp cho các bạn dựa vào các dữ liệu đó để các bạn viết các cái câu lệnh để mà giúp cho các bạn có được cái thông tin ban đầu từ đó các bạn dễ dàng thực hiện các bạn nhé một lần nữa bí quyết là viết cái câu lệnh đấy ví dụ như là viết các cái câu lệnh để phân tích nguyên nhân và tìm kiếm cái giải pháp hay là viết các cái câu lệnh để phân tích dữ liệu đưa ra các nhận xét đánh giá sao cho nó nổi bật cuốn hút người khác đấy các bạn vậy thì còn về mặt kinh phí là 4 triệu đồng một học viên nhưng chúng tôi ưu đãi cho các bạn đăng ký trước ngày 25 tháng 5 2023 còn có 3 triệu đồng một học viên thôi và tặng hai buổi trinh mỗi buổi là 1 giờ là chính tác giả là Phạm Xuân Tiến sẽ kèm chặt chẽ với các bạn để các bạn thực hiện cho bằng được những cái điều mà chúng tôi nói với các bạn sử dụng viết ra được cái câu lệnh đúng với mọi bối cảnh, mọi vấn đề của các bạn. Đấy, nó mang lại hiệu quả lợi ích cho các bạn và tôi cam kết khi học xong các bạn không sử dụng chúng tôi hoàn lại kinh phí 100% và không cần phải có lý do các bạn nhé vậy thì chúng ta tôi kêu gọi các bạn hãy nhanh tay đăng ký cái chương trình Kaizen ứng dụng chat AI để chúng ta nâng cao năng suất và cắt giảm chi si phí chúc các bạn thành công và phát triển